lâu. Không khỏe lâu. Cái thằng bênh con thì chắn nó về chơi. Đưa vào đây đây. Đâu đâu. Lóc kia. Đây, cháu đây. Đây này. Ôi, bà còn nhớ à? Thằng bênh à? Vâng. Thằng bênh là cái thằng đây, tay nó đây, bà ơi, bác cái tay nó đây. Thằng bênh mà cái thằng mà đi lấy rau cho lợn đấy. Ừ. Vào nhớ không? Thằng bênh mà nó cứ Ở đây. Nó cứ cãi nhau với thằng Quang ấy hả? Thằng Quang nó cứ đám đá vào nhà nó chửi giá mẫu. Bao ít bố nó làm bảo ngay. Bao vẫn làm Quảng Linh cuối tuần về. Quảng Linh à?